liên hệ Zalo 090 336 2388 hoặc website thiền-chữa-bệnh.com để đăng ký khóa học online trọn bộ các bài khí công và được lương y khí công sư Phúc Thành tư vấn thảo dược trị bệnh. Bạch thầy, con bị bệnh thận yếu, đau lưng mỏi gối. Thầy có thể hướng dẫn con đăng ký khóa học online để chữa bệnh được không ạ? Vâng, xin chào bạn. Một cái bạn chắc là cũng học online ở trên YouTube thầy rất là lâu rồi. Và bạn ấy đang gặp một cái hiện trạng là bị bệnh thận yếu, đau lưng mỏi gối. Một căn bệnh mà rất là nhiều người, chỉ cần sau lứa tuổi 30, sau lứa tuổi 35, rất là nhiều người bị căn bệnh này. Thì với căn bệnh này thì thầy khuyên chân thành bạn hãy tập những bài khí công chữa bệnh ở trong khóa học online. Đấy là những bài dịch cân kinh, bát đoạn cẩm và thiền chữa bệnh. Những cái phương pháp đó rất là lành, nó rất là tự nhiên, nó có cái công dụng nó rất là cao thông qua những động tác dẫn khí của khí công, thông qua những cái bài tập, những phương pháp thở đặc biệt để làm mạnh hơn cho thận khí của mình và hỗ trợ chữa trị những cái căn bệnh mãn tính cho cơ thể. Cách đăng ký khóa học online nó gồm có 2 khóa. Khóa miễn phí thì các bạn học tại thiền-khí-công.com sẽ được thầy ép vào nhóm và gửi bài qua mail. Đấy, còn khóa có phí để được học hết đầy đủ về những chiêu cuối bí mật, 2 chiêu cuối của bát đạo cẩm, 4 chiêu cuối của dịch cân kinh. Đấy, những 2 phương pháp thở tiên thiên khí cuối cùng của thiền chữa bệnh. Thì chúng ta sẽ vào trong thiền-chữa-bệnh.com, nhắn tin qua fanpage cho thầy để được thầy tư vấn cách thức đăng ký. Sau khi đã đăng ký xong rồi, chúng ta sẽ được thêm vào trong 4 nhóm kín. Đấy là nhóm về bát đạo cẩm, học đầy đủ từng chiêu và bài tổng. Nhóm thứ 2, nhóm dịch cân kinh, học đầy đủ 12 chiêu thức. Đấy, học tất cả các chiêu thức bí mật và những bài tổng để tập luyện hàng ngày. Nhóm thứ 3 chính là nhóm thiền chữa bệnh, để chúng ta học một cách trọn vẹn về những phương pháp thiền, những phương pháp thở đặc biệt, 2 thì, 3 thì, 4 thì, những phương pháp chữa bệnh đặc biệt của bên Tây Tạng, làm sao cho thân luôn luôn an ổn, tâm luôn luôn được vui vẻ. Nhóm thứ 4 là vô cùng là quan trọng, là nhóm sửa bài online. Thì sau khi tập luyện xong rồi, chúng ta có thể đăng những cái bài, đăng những video của chúng ta lên đấy để thầy hướng dẫn chuyên sâu. Thầy sẽ sửa những cái động tác khí công cho chúng ta, làm sao nó được lợi lạc nhất, làm sao nó được đúng nhất. Đó, thì chúng ta sẽ nhớ vào thiền-chữa-bệnh.com, nhắn tin qua thầy để đăng ký. Hoặc có một cách khác nữa khá là đơn giản, nhắn qua Zalo của thầy 090 336 2388 để thầy trực tiếp thầy gửi những cái bài hướng dẫn đăng ký khóa học các bạn nha. Và như chúng ta đã biết, rất là vui, rất là tin vui là kênh YouTube thầy Phúc Thành Kỳ Công vào trong tháng 7 vừa rồi, tháng 7 năm 2021 đã tròn được 100.000 lượt đăng ký. Đấy, và thầy cũng đã được nhận nút bạc YouTube gửi từ Mỹ Quốc về để vinh danh cho những cái sự cống hiến về khí công và thiền ở Việt Nam đó, và quốc tế. Thì cũng vô cùng là hoan hỉ. Hiện tại thì kênh đã hơn 170.000 người theo dõi rồi các bạn ạ. Thì chúng ta hãy học khí công miễn phí ở trên YouTube kết hợp với khóa online trị bệnh. Khóa online thì cái chi phí nó rất là ít thôi, cũng chủ yếu chỉ để có tiền, có kinh phí, một chút kinh phí chúng ta duy trì kênh, duy trì những đội ngũ làm việc rất là nhiều. Mỗi tháng thì thực sự là tịnh tài nó chi phí rất là lớn. Thì chúng ta mỗi người góp một phần nhỏ công sức và chúng ta được học online, được học cách chữa bệnh một cách hiệu quả, một cách an toàn. Chúng ta sẽ cùng nhau tu tập hàng ngày thông qua YouTube, thông qua khóa online. Thì thầy rất là hoan hỉ chia sẻ với các bạn điều này và mong gặp các bạn sớm ở thiền-chữa-bệnh.com để được cùng nhau tu tập khí công và thiền, cùng nhau tu tập để chuyển hóa những căn bệnh nghiệp thân, đấy, nghiệp tâm. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video hỗ trợ tư vấn tiếp theo của thầy Phúc Thành. Thầy rất hoan hỉ khi nhận được sự yêu mến từ học viên trong và ngoài nước. Mới đây nhất, CEO YouTube Susan Wojcicki
đã gửi tâm thư chúc mừng và nút bạc vinh danh để kỷ niệm sự kiện khí công giao long hộ đạo phát triển tại hơn 30 quốc gia và có hơn 168.000 người đăng ký kênh YouTube Thầy Phúc Thành Khí Công. Đó cũng là tâm nguyện của Thầy lan tỏa khí công giao long và thiền kim cương khí đến cho tất cả mọi người đều được tu tập chữa bệnh thân, bệnh tâm. Và nhân sự kiện hoan hỷ này, Thầy sẽ giảm giá 60% học phí cho 30 bạn đăng ký sớm nhất khóa online trị liệu dịch cân kinh, bát đoạn cầm, thiền kim cương khí và sẽ nhận được sự hỗ trợ thảo dược từ Thầy Phúc Thành. Hãy liên hệ với Thầy qua Zalo 090-336-2388 và website thiền-chữa-bệnh.com. Hẹn gặp lại các bạn trong khóa học này. Om Mani Padme Hum Namatara Hari.